chiếc máy cày chở mì lên dốc, dầm hồi một tiếng chạy ra. Chiếc này nè, còn chiếc sau này, chiếc sau chắc đi ghé phụ, chiếc sau không có bò. Belarus không? Không biết là gì. Chiếc xe con này là 920 các bạn. Rất tinh. Nó có đổ. Nó bèn cái này. Tôi không dám vô quay mày. Chờ ông ta làm ăn. Bây giờ mình đứng quay được cái cảnh nó đổ. Vô căn đã phải đổ bản bên kia.